Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Tận đến ngày 4 tháng 11 thì Realme GT 7 Pro mới ra mắt. Nhưng ngày hôm nay ở trên Tena các bạn nhá, nó đã rò rỉ tất cả thông tin về sản phẩm này rồi, từ về pin, màn hình, camera ra sao thì có hết em ạ. Trong video ngày hôm nay của mình tổng hợp lại tất cả thông tin liên quan đến Realme GT 7 Pro nha. Và vậy thôi, trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee Sun Sale và đánh giá store nha. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đãi cực kỳ hấp dẫn. Dành cho em nào chưa biết trang Tena, mình gọi thầy cho việc giã nhá, làm ở trang công nghệ khá nổi tiếng bên Trung Quốc. Thì đây, những cái thông tin về Realme GT 7 Pro mình thấy là nó khá là sát so với những gì mà ở trang Weibo của Realme công bố này. Chiếc trang bị trên Realme GT 7 Pro là Snapdragon 8 Elite, chắc chắn rồi, để hãng công bố nha. Còn về thông số Snapdragon 8 Elite nó mạnh như thế nào thì có khá là nhiều video có nói rồi, em có thể tìm hiểu lại nhé. Tất nhiên sản phẩm này nó sẽ chạy sẵn cái giao diện Realme UI 6.0 chạy trên Android 15. Về trải nghiệm chơi game thực chiến này, về tối ưu trực tiếp ở trên Realme GT 7 Pro thì phải trải nghiệm mới có anh em ạ. Rồi, đến về màn hình này, em Realme GT 7 Pro sẽ trang bị cái màn hình kích thước là 6.78 inch, độ phân giải là 1.5K, trang bị tấm nền OLED với công nghệ Eco 2 của Samsung. Em này sẽ có màn hình cong và tần số quét là 120Hz. Tiếp theo là về camera đi. Theo chia sẻ, Realme GT 7 Pro sẽ trang bị cái cảm biến chính là LIT 700, độ phân giải là 50MP và hỗ trợ chống rung quang OIS. Cam tele tiềm vọng cũng là 50MP và hỗ trợ rung quang 3X, cũng như là cam góc rộng độ phân giải là 8MP. Em này cũng có cam trước độ phân giải là 16MP các bạn ạ. Đấy là về cơ bản camera nhá. À đấy, nói qua một chút về bộ nhớ đi. Hiện tại với Realme GT 7 Pro ấy, thì có dự kiến cái bộ nhớ RAM tối đa là 16GB hoặc là 24GB. Bộ nhớ trong là 1TB các bạn ạ. Thiết kế trên Realme GT 7 Pro với cá nhân mình nhá, cụm cam sau khá là ổn đúng không? Nó sẽ không to quá và mình nghĩ là về cái trải nghiệm cầm nắm khá là đồng tay nha. Bởi vì trọng lượng cái con này theo tin có chia sẻ đấy, nó rơi vào khoảng 223g. Thực sự là rất nặng. Một phần là do cái dung lượng pin cái con này này, nó sẽ rơi vào khoảng 6500mAh và đi kèm với cái công suất sạc là 120W. Realme GT 7 Pro thì sẽ có hỗ trợ kháng nực IP69. GT 7 Pro thì sẽ có 3 cái phiên bản màu sắc, bao gồm màu trắng, màu cam và màu hơi xanh một tí. Mình thấy là cái phiên bản màu xanh ấy nhìn nó cực kỳ huyền bí luôn. Anh em thấy là cái màu nào đẹp hơn thì comment bên dưới nha. Cơ bản về Realme GT 7 Pro nó như thế thôi. Còn về thông tin chính xác như thế nào ấy thì hẹn em một cái buổi ra mắt vào mùng 4 tháng 11 nha. Rồi, các bạn cảm thấy như thế nào về Realme GT 7 Pro? Đừng quên để lại comment dưới. Với cá nhân mình thì mình đánh giá cái con này nó cho những cái cấu hình khá là ổn, nhưng mà phải xem mức giá anh em ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu thấy video này hay và hữu ích, nhớ cho mình một lượt like, share và subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.